thật đã nghe chuông đồ dưới nắng vàng lên ánh diều nghiêng phương lành gặp pháp là duyên đất lành gặp tường đã thiêng nơi nơi xem đài tượng ngự bốn tay tâm thành người gộp sức xây đao tràng 200 năm trước rỡ ràng ngàn năm sau mãi huy hoàng phật để nghe thắm nắng diệu hiền hoa.